Hôm nay thầy chia sẻ với các trò về thế nào là ái kiết sử khổ. À, chúng ta nghe cái từ thuật ngữ trong đạo Phật, đó là ái kiết sử khổ. Ở đây thầy nói cái như thế này: ái là gì? Ái là ưa ái, là tham dữ. Ái là sự ưa ái. Kiết là bị trói chặt. Kiết là bị trói chặt vào cái điều mình tham ái đó, ưa ái đó. Mình ưa ái cái gì thì mình trói chặt vào cái đó, gọi là kiết. Kiết là bị trói chặt. Sử là bị sai khiến. Sử là bị sai sử đấy, sai khiến. Khổ thì chúng ta rõ rồi. Ái kiết sử khổ có nghĩa là ta trói chặt vào cái sự ham muốn của ta. Ta trói chặt tâm mình vào cái sự ham muốn của ta, cho nên ta bị gì? Bị sai khiến vào chỗ khổ đau. Bị cái nghiệp nó sai khiến, bị cái tâm ta nó bị sai khiến đi vào chỗ khổ đau. Cái ái kiết sử thì nó muôn vàn. Ái kiết sử thì gồm có ái kiết sử vật chất và ái kiết sử tinh thần. Ưa ái vật chất, tinh thần sinh ra thì níu giữ. Ái thì có thủ mà, thủ có hữu. Níu giữ, đây là trong thập nhị nhân duyên khổ. Ái thì có thủ, thủ là muốn giữ lấy, không rời. Cho nên là sinh là hữu, là có mặt cái khổ đau, có mặt cái duyên khổ đau. Hôm nay thầy nói cái vấn đề này ra đây để các con hiểu thế nào là ái kiết sử khổ. Trong làng ấy, trong làng Nguyên Thủy, đây là một cái thất. Cái thất này đã tồn tại 6 năm. Bác Phương bác ấy làm cho thầy ở tá túc. Thầy về vùng đất này, nay nó đã tồi tàn lắm rồi. Rắn nó còn quấn quanh người. Thầy ngủ rắn quấn người. Thế thì thầy bảo phá đi. Hôm nay làng khang trang rồi. Nó cái thất này nó cũ rồi. Làng khang trang rồi, đầy đủ gì, thất lá mát mẻ tu hành rồi. Thầy bảo đem phá đi. Các học trò dãy nảy lên. Ấy ấy, thầy đừng có phá. Phá đi tiếc lắm, thầy để đó làm kỷ niệm. Thầy đừng phá đi. Để chúng con sửa lại, chúng con để đó làm kỷ niệm. Các con thấy cái tâm ái kiết sử chưa? Tức là mình ưa ái, mình muốn níu giữ. Mình muốn níu giữ, khi nó mất đi thì mình làm sao? Tiếc nuối. Khi ta ưa ái cái gì, ta muốn tham giữ cái gì, nó mất đi thì ta tiếc nuối. Ta buồn khổ thì gọi là ái kiết sử. Các con phải nhận ra cái ái kiết sử trong tâm mình. Mất đi thì tiếc nuối. Mất đi cái gì? Mất đi vật chất hay mất đi tinh thần? Trong cuộc sống chúng ta ái kiết sử nó xảy ra muôn hình vạn trạng. Nếu tâm ta không đoạn diệt ái kiết sử, chúng ta khó bề mà giải thoát.
Cho nên cuộc đời là phải có thì vui, mà không có cũng gì, không buồn. Có thì vui vẻ, tùy thuận, hoan hỷ, mà không có thì cũng hoan hỷ, cũng không buồn, không tiếc nuối. Nó mới là cái người vô sự. Cho nên, ví dụ ái kết sử vật chất, tay yêu ái cái nhà của ta nó to đẹp, vật chất mà. Khi cái nhà nó cháy, nó mất đi, hoặc phải buộc phải bán đi, ta thấy tiếc nuối bâng khuâng, mình phải thở vô. Tác ý diệt bỏ tâm này, thôi cái tâm kết sử này, đây là cái niệm khổ này, hãy biến ra khỏi ta. Ta hãy từ bỏ cái tâm này. Phải tác ý, phải xả bỏ khi nó khởi niệm gì? Niệm khổ đau. Khi khởi niệm khổ đau như vậy, ta phải tìm ra nguyên nhân ở đây là do tâm ta còn tham ái. Cho nên các con phải quán ly tham, tôi biết tôi hít vô. Hoặc là từ bỏ tâm tham này, tôi biết tôi hít vô. Từ bỏ tâm tham này, tôi biết tôi thở ra. Hoặc là các con nhắc, tác ý ra lệnh, cái tâm tham này hãy cút ra khỏi ta. Tâm tham này hãy cút đi. Từ giờ trở đi ta không có tham cái kiểu ấy nữa. Phải khéo tu các con ạ. Khi cái nhà, cái cửa nó mất đi, ta phải rời đi nơi khác, ta thấy tiếc nuối bâng khuâng. Đây là ái kiết sử khổ. Thế rồi khi cái xe cộ của ta, nó ta thích thú nó, ta mất đi, ta thấy buồn, thấy khổ, tiếc nuối, bâng khuâng, xao xuyến. Đây là khổ các con ạ. Khổ, niệm khổ. Đây là niệm ái biệt ly khổ. Đây là phải, không phải niệm đi đến Niết Bàn. Đây là niệm khổ. Niệm này là niệm bất tịnh. Thế rồi ngay cái chùa, đến nhà sư tu trên chùa, khi không còn được ở chùa nữa, người ta không cho làm trụ trì nữa, bao nhiêu công lao mình xây cái chùa, các con, chùa to đẹp, bây giờ không được ở, thì nước mắt thì chan chứa. Chia tay Phật tử mà nước mắt chan chứa, trời ơi là trời. Tu gì mà khổ y nguyên, tu gì mà vẫn tham đắm, tu gì mà vẫn tham ái, tu gì mà vẫn gì, ái biệt ly khổ. Chân lý tứ diệu đế có, chân lý khổ đế có ái biệt ly khổ. Không cho làm thì thôi, làm chùa to thì thôi, làm chùa nhỏ. Không cho trụ trì chùa nhỏ nữa thì đi làm gì? Khất sĩ. Không thì về làng. Có gì mà tiếc nuối, mà phải tranh nhau cái chùa, tranh nhau cái tu viện. Trời ơi, Trưởng lão Thích Thông Lạc ấy, tu viện một sóng gió, ngài khoác mỗi cái túi thôi, trong túi hình như có 15.000 ấy, đổ xăng cho cái chú cư sĩ, chú đèo xuống đến Sài Gòn thì hết xăng, khoác cái túi đi nhẹ như không ấy. Các con nhìn cái hình ảnh trưởng lão ấy, trưởng lão Thích Thông Lạc ấy, rời tu viện một ra đi, khoác cái túi ra đi nhẹ như không ấy, ngài đi hồn nhiên thản nhiên, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Học trò không xứng đáng, học trò dạy mãi không nghe, thấy không còn luyến giữ gì nữa, muốn ném nó đi. Ra đi đó. Đấy là một cái con người không còn ái kiết sử. Cái tâm tham đã đoạn diệt các con. Đoạn diệt cả đến vi tế.
Bởi vì người ta hiểu tất cả trên đời này không có gì là thuộc về ta. Không có cái gì mãi mãi thuộc về ta, không có gì là trường tồn. Đến cái thân này cũng vậy thôi. Bây giờ ta ưa ái sắc đẹp, ta ngắm ngắm vuốt vuốt tuổi trẻ, khi thân già nua đi, sắc đẹp tàn phai, thì ta sinh ra buồn khổ, luyến lưu tuổi sắc xuân, buồn khổ tiếc nuối. Tiếc nuối sắc đẹp thì gọi là cái con người ái biệt ly khổ, tức là ái kiết sử khổ. Kiết sử là tham ái cái thân xác vô thường này, mà không hiểu rằng thân này là vô thường, nay sống mai chết, nay trẻ thì mai già, nó là lẽ vô thường, biến đổi. Thế rồi cái người tham danh, tham uy quyền, làm quan, khi người ta không cho làm nữa hoặc khi về hưu thì buồn khổ. Khi đang làm quan thì người đời trọng vọng, khi về hưu thì không ai trọng vọng nữa. Tiếc nuối địa vị sinh ra buồn khổ, ngồi gì? Buồn hận, trách móc, buồn khổ thì gọi là ái kiết sử khổ, ái biệt ly khổ. Phải ly bỏ mà, phải biệt ly cái ghế của mình, biệt ly cái danh lợi của mình, biệt ly cái uy quyền của mình, sinh ra buồn khổ. Ở đây là tự làm khổ mình. Các con, vì sao tự làm khổ mình? Nguyên nhân này là do vô minh. Vì sao do vô minh? Vì vô minh nên không hiểu vạn sự là vô thường, không có gì mãi mãi thuộc về ta, cho nên sống nó không thanh thản được. Cho nên trước khi về hưu mới phải có cái động tác là cho nghỉ hưu chờ. Tại sao có chính sách cho nghỉ hưu chờ? Tức là ông làm sếp, ông về hưu thì 6 tháng ông vẫn hưởng lương. Trước khi về hưu 6 tháng ông vẫn hưởng lương, và ông đến cơ quan vẫn hưởng nguyên lương chức vụ đấy, và vẫn hưởng nguyên chức vụ đấy. Nhưng đến cơ quan thì gì? Không còn được giao nhiệm vụ nữa, để cho quen dần, được tùy phép nghỉ, quen dần để cho không bị sốc. Đây là một chính sách nhân văn, nhưng mà cũng là một cái chính sách. Cho nên con người ta khổ, khổ vì ái biệt ly, vì ái kiết sử. Thế rồi con cái yêu thương nhau, yêu ái nhau mà không hiểu. Con ta do nghiệp và nhân quả sinh ra, do không thông suốt lý nhân quả, không thông suốt vạn sự vô thường, không thông suốt pháp sinh diệt, cho nên khi con cái cha mẹ chết thì buồn khổ, luyến lưu, buồn khổ. Có những cái bà mẹ ôm bát hương con khóc lóc suốt đời. Ở đây là ái kiết sử khổ. Ưa ái, yêu ái rồi, ôm lấy rồi giữ lấy. Không hiểu pháp sinh ra thì có diệt. Sinh ra khổ đau buồn khổ, tiếc nuối, nhớ con. Nước mắt thì trào dâng. Nhìn bát hương khóc chồng, khóc con, khóc cha, khóc mẹ, khóc anh, khóc em. Thế rồi ngay cái ưa ái tinh thần cũng thế thôi. Ta có một áng thơ văn hay hả? Áng thơ văn hay mà nó mất đi, chẳng may bị người khác xâm phạm, ta sinh ra tiếc nuối. Người ta gọi là mất quyền sở hữu trí tuệ hả? Tiếc nuối, buồn khổ, rồi sinh ra phẫn nộ, kiện cáo. Ở đây là cái tâm ái kiết sử, bám chặt, chấp chặt, ôm chặt, gọi kiết sử bị trói chặt. Sinh ra buồn khổ, sinh ra niệm khổ. Cho nên tu hành thiền tứ niệm xứ chúng ta phải quán biết. Vạn pháp là vô thường, tôi biết tôi hít vô. Vô thường có nghĩa là không có gì là còn mãi.
Vạn pháp là vô thường, tôi biết tôi thở ra. Khi các con khổ đau, mất nhà, mất cửa, mất con cái, mất tài sản, mất đi niềm vui, các con hãy tác ý. Hành thiền tứ niệm xứ, các con tác ý. Quán biết, quán xét, các con nhắc tâm. Vạn pháp là vô thường, tôi biết tôi hít vô. Vạn pháp là vô thường, tôi biết tôi thở ra. Nhờ vậy mà chúng ta buông hết xuống, thở vô thở ra và để cho thân tâm thanh thản trở lại. Không còn tiếc nuối, không còn buồn hận, không còn khổ đau. Ở đây là trên pháp quán pháp, khắc chế tham ưu. Khi cái thân này nó hoại diệt, nó đau bệnh hoại diệt, nó đau khổ cái thân, các con hãy nhắc. Thân là vô thường, tôi biết tôi hít vô. Thân này nay sống mai chết mà các con. Vô thường. Thân là vô thường, tôi biết tôi hít vô. Thân là vô thường, tôi biết tôi thở ra. Quán biết vô thường mà buông hết xuống. Không còn ôm lấy cái gì nữa. Còn ôm lấy tất cả cái gì nữa. Ôm vào tâm nó để khổ sầu nữa. Không còn buồn, khổ, tiếc nuối, day dứt, tham ái, nhớ nhung. Tiếc nuối buồn hận. Như vậy thì thở vô thở ra, quán biết thân là vô thường. Để buông hết xuống, để cho thân tâm thanh thản, an lạc trở lại. Thì gọi là trên thân quán thân, khắc chế tham ưu. Thế rồi những thọ về vui buồn, đau nhức, mệt mỏi, đau nhức. Trên thân thì các con phải biết đây là thọ khổ. Thì các con nhắc. Thọ là vô thường, tôi biết tôi hít vô. Các con tác ý như vậy, hít vô thở ra như vậy và hành thiền như vậy thì xả bỏ hết xuống, không còn ôm lấy cái đau đớn ấy nữa. Không còn lo lắng cái đau đớn trên thân, không còn buồn khổ cái lo lắng trên thân, trên thọ. Thì gọi là trên thọ, quán thọ, khắc chế tham ưu. Rồi cái tâm các con buồn khổ về việc gì đó, các con tức giận việc gì đó, các con hãy hành thiền tứ niệm xứ, quán biết. Tâm là vô thường, tôi biết tôi hít vô. Tâm là vô thường, tôi biết tôi thở ra. Ta chết đi thì tâm thức này nó còn nữa đâu, mà suy nghĩ gì nữa đâu. Cho nên là mình gì? Nhắc tâm vô thường, hít vô thở ra để buông bỏ hết xuống. Để giữ thân tâm an ổn trở lại. Thì gọi là trên tâm, quán tâm, khắc chế tham ưu. Cho nên quán một thứ mà được cả bốn thứ. Quán một chỗ, thân thọ tâm pháp mà được cả bốn chỗ. Pháp là gì? Pháp là những gì thuộc về vật chất, những gì thuộc về tinh thần, tham ái, níu giữ. Cho nên gọi là hành thiền tứ niệm xứ, nó phải nhu nhuyễn như vậy. Cho nên hành thiền tứ niệm xứ không cần phải ngồi thiền đâu. Mà khi mình mất đi cái nhà, mình thấy buồn khổ, mình hãy nhắc, ngồi nhắc, ngồi chơi nhắc, thân là vô thường, hoặc là các pháp là vô thường. Tôi biết tôi hít vô, các pháp là vô thường, tôi biết tôi thở ra để mình không còn tiếc nuối, mình xả hết. Thở vô thở ra để buông xuống cho tâm hồn thanh thản. Thì gọi là hành thiền tứ niệm xứ là trên pháp quán pháp khắc chế tham ưu. Cho nên giữ được tâm thanh thản, an lạc, không còn ái kiết sử khổ. Ái kiết sử nó khắp, nơi nơi cái gì nó cũng dính. Đấy, các con xem, đến cái thất rách nó còn tiếc. Mất đi là nó tiếc. Nó bảo mất đi cái hình ảnh ngày xưa thầy nằm đây rắn quấn quanh người, thầy ngồi thiền đây chó. Nó chạy vào, nó yêu mến, nó chạy vào, nó gác lên đùi thầy nó ngủ. Thầy nằm đây, thế này, thế kia. Nó để làm kỷ niệm, nó để lưu giữ, để làm kỷ niệm các con. Vì mất đi là họ tiếc. Cho nên khi nào mà mất đi cái gì mà tiếc. Có những cái người chơi cây cảnh ấy các con ạ.
Mà cái cây nó chết họ buồn khổ lắm các con ơi. Ở đây họ thổi hồn vào cây, họ gửi gắm vào đó. Mất cái cây đi mà cái cây mà bị ăn trộm nó lấy mất, họ tiếc, họ ngồi buồn khổ lắm các con. Mình mất đi thằng trộm nó ngắm hộ ta đỡ mất thời gian, càng nhàn chứ sao. Rồi yêu ái nhau các con ơi. Vợ chồng yêu ái kiết sử quấn quýt nhau mà không hiểu tất cả các pháp là vô thường. Hôm nay còn thương nhau, quý nhau thì là còn duyên. Thì hãy sống cho tốt. Hãy sống cho tốt đẹp, hãy sống cho đạo đức. Vui vẻ, ngày mai người ta đi theo người khác. Có nghĩa là nhân duyên sinh đã diệt. Nhân quả đã hết. Thì ta vui lòng đi, đừng ôm giữ làm buồn khổ. Chồng vợ nó đi lấy người khác, nó không còn thương mình nữa thì buồn khổ. Ngồi bi ai, nhớ nhung, buồn hận, trách móc. Nó lấy người khác nó chiều hộ mình càng nhàn chứ sao. Nó còn ở thì mình cũng vui chứ sao. Nó đi thì mình cũng vui thôi. Cho nên thầy đi tu không về, bà mẹ thầy bà ấy bảo, bà ấy khóc, bà ấy gọi, con ơi thế mẹ mất con rồi ư. Ban đầu thì bà ấy tiếc cái ghế quan của thầy. Bà ấy bảo, tôi buồn lắm, anh có biết không, tôi nuôi anh cả hai gia đình thầy, gia đình nuôi thầy và gia đình đẻ thầy. Hai bà mẹ, chúng tôi buồn khổ lắm, nuôi anh ăn học bao nhiêu lâu mà bây giờ anh bằng người, bằng bạn mà giờ anh bỏ đi, tôi tiếc công tôi lắm. Xong rồi đi lâu không về, bà ấy bảo mẹ mất con rồi ư. Bà ngồi bà khóc lu loa. Nó quên tôi rồi ư. Nó không về ư. Nó quên rồi ư. Nó quên nhà, quên cửa, quên tôi rồi ư. Cái bà mẹ nuôi bà khóc, qua bà khóc. Cái chú em kế, chú cũng bận bịu, chú cũng làm quan, chú bận bịu, chú gọi điện chú bảo bác về ngay. Mà sao phải về ngay, bà đang nhà đấy, bà đang khóc đấy. Mà sao khóc, ai làm khổ? Bà ấy bảo là quên nhà quên cửa rồi, không thèm về, không thèm gì, không thèm hỏi đến. Bảo thì đã bảo đi tu rồi mà. Bà buồn, bà khổ thì bà hãy đi tu. Kiếp người là vô thường. Đi tìm đường tu cho nó vui. Không thì ở nhà bà cũng tu. Bà có tu đâu nên bà ngồi bà khóc. Cho nên là chưa rõ đường thì đi tìm con đường hạnh phúc cho mình. Rõ rồi thì bà ở nhà bà tu. Bà tu bà diệt cái tâm kiết sử đi. Bà không sẽ không thấy cô đơn nữa. Bà sẽ thấy sống một mình an vui thanh thản một kiếp người. Không buồn, không khổ, không tiếc nuối. Không giận, không hờn, không oán trách.
Thầy rất thương các trò, rất thương các học trò, rất yêu quý các học trò, nhưng yêu không có khổ. Các trò có bỏ thầy ra đi hết, mình thầy một ngôi làng, thầy vẫn gì thôi. Học trò nó không về, ta không phải dạy dỗ, không phải chăm nom, ta đi trồng cái cây làm bóng mát cho dân làng có chỗ nghỉ chân, vẫn vui, vẫn an vui, có sao đâu. Cho nên ái kiết sử khổ, các con mà khởi lên những niệm khổ, buồn khổ như vậy, mình phải hiểu đây là ái kiết sử khổ, đây là tham ái khổ. Mình phải quán tác ý từ bỏ tham, từ bỏ tâm tham này, tôi biết tôi hít vô, hoặc là quán ly tham, tôi biết tôi hít vô. Hoặc là các con hành thiền tứ niệm xứ, quán thân thọ tâm pháp là vô thường, thân này là vô thường, để các con buông xả sạch chút, để các con trở về một trạng thái thanh thản, tự nhiên, thanh thản an lạc, không còn ôm chấp, không còn níu giữ, không còn buồn khổ, không còn ưu bi sầu khổ. Cho nên ái, ái là ưa ái, tham ái thì sinh ra thủ, thủ là giữ lấy, chấp lấy, ôm chặt, sinh ra hữu, hữu là có mặt khổ đau. Hữu thì sinh ra gì? Ưu bi, sinh ra sầu khổ. Sầu khổ thì bệnh tử thì vô minh. Vô minh thì lại sinh hành, hành sinh thức, cái thập nhị nhân duyên nó muôn đời à. Cho nên thầy có cái huynh đệ cũ ngày xưa làm cư sĩ đấy, cái thời mà tu theo với huynh đệ. Huynh đệ luận giỏi lắm, tưởng giỏi lắm, luận thiền tông, giờ theo ông thầy thiền gọi là thiền tông thông lạc, nửa thiền tông luận chữ, luận nghĩa, luận tâm, luận tướng, nửa thì bắt chánh đạo, hay lắm, nghe khen ngợi nhau kinh lắm. Nhưng mà đụng đến cái nhà cái cửa, đụng đến ai ra thì sao lại như thế, đệ sợ gì, thông gia thông giáo người ta chê cười buồn lắm. Mất đi cái danh thông gia thông giáo, người ta chê cười buồn khổ lắm, như vậy là làm khổ rồi, thật là vô minh. Tu không gì, không có như lý tác ý, tu không có giác ngộ, tu tưởng, rời tưởng ra thì vẫn gì khổ đau y nguyên. Tu không đúng đường lối, tu không đoạn diệt tham ái, tu không thông suốt tứ diệu đế, cho nên rơi vào ái biệt ly khổ. Thông gia thông giáo nó nói thì buồn khổ lắm, xấu hổ lắm, vì mất đi cái danh gia vọng tộc, ái ưa ái danh gia vọng tộc, cho nên khi người ta nói mất đi danh, cái danh gia vọng tộc thì buồn khổ, gọi là ái kiết sử khổ. Cho nên trói chặt mình vào vật chất, tinh thần và cảm thọ, trói chặt vào. Pháp gồm những cái thứ về vật chất, nhà cửa, xe cộ, tài sản, những thứ về tinh thần. Cho nên ta phải tùy thuận, có cũng vui, có cũng vui, không tham ái, có mà không tham, vui vẻ, mà mất đi cũng không tiếc. Cho nên trưởng lão được mọi người cúng dường, có một cái tu viện khang trang, trưởng lão vẫn sống không tham, vẫn vui vẻ, vẫn ba bộ quần áo, trông như ông nông dân nhà quê mộc mạc, vẫn cái áo nâu gụ, vẫn cái quần vàng lẹt quẹt, vẫn cái thất nhỏ, không tham.
Nhưng khi mất đi rồi, náo loạn rồi, đi không tiếc. Một cái người vô sự, tùy thuận, bằng lòng, hài lòng tất cả. Cái thân này nó cũng thế thôi. Sống thì thôi, chết thì bỏ, tiếc chỉ. Đằng nào nó chả chết. Nay nó hết duyên với ta, cái thân xác này nó hết duyên với ta, nó bệnh, nó chết. Tiếc cái gì, lo lắng cái gì. Thân này nó già đi, tiếc cái gì tuổi trẻ. Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động. Tuổi tác, tuổi thanh xuân sẽ lìa bỏ chúng ta. Phật dạy thôi. Chẳng có gì là còn mãi. Chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất như khúc cây vô thức, đồ bỏ đi vô dụng. Cái thân này nó còn mất đi, còn không giữ được, mà cứ tiếc nuối cái thất rách từ một tuần nay thôi các con ơi. Mấy học trò thi nhau tiếc, thầy bảo phá cái thất đi, mà tiếc cái thất rách. Rách rồi. Cái gì không dùng được nữa, đừng tiếc. Đấy, cái tầm ái kiết sử nó ghê thế đấy. Nó ghê thế đấy. Ôm lấy mà, ưa ái mà, nhớ nhung, thương tiếc. Có người lại còn nói là chúng con thương tiếc thầy Thông Lạc, đến khóc trước mộ, chúng con thương tiếc thầy Thông Lạc. Thầy bảo tu mới chả ti. Thương là thương cái bản thân mình vẫn còn vô minh ấy. Thầy đi về niết bàn rồi, ngồi đó mà thương mới tiếc, tưởng mới chả niệm. Tưởng niệm chí, thương nhớ chí, đến đó để tôn kính thầy, nghĩ đến thầy mà tôn kính thầy, mà quyết tâm tu để cho giống thầy, học thầy. Chứ không phải đến đó mà thương nhớ thầy Thông Lạc ngồi khóc. Chúng con thương thầy, nhớ thầy. Ái biệt ly khổ, ái kiết sử khổ, cứ ôm lấy không rời mà nói là học thầy. Ngồi tưởng nhớ công lao rồi, thương nhớ thầy rồi, tưởng niệm như người phàm tục. Tưởng niệm thầy không khác gì như người phàm tục, không có đoạn diệt, không có ly bỏ. Cho nên cái khổ thì y nguyên, không lo lấy gì, bản thân mà tu hành. Đến mộ thầy ngồi khóc lóc, thật là chả ra hồn làm sao. Sụt sùi nhớ thương. Cho nên ngày xưa các đệ tử Phật, Đức Phật ra đi, tất cả các đệ tử hoan hỷ, có mỗi ông A Nan khóc, dân chúng khóc, A Nan khóc, vua A Xà Thế khóc. Ông A Nan tu mãi không chứng, mà đến Phật ra đi còn chưa chứng. Vì sao? Trên sau ông nghĩ đến cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Đức Phật dạy, biết vậy nên tiêu tu tập, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Biết vậy nên nhiệt tâm hôm nay, biết vậy nên hôm nay nhiệt tâm làm. Ai biết chết ngày mai, cái bài kinh Nhất Dạ Hiền, ông tỉnh ra, ngồi lo nhớ Phật chứ không, hôm nay mà không nhiệt tâm không tu, ai biết được ngày mai. Ai biết được mình sống chết ra sao? Ngồi tiếc nuối,
tiếc nuối quá khứ, tiếc những cái gì đã từng mất đi, tiếc một thời huy hoàng của Đức Phật. Ông ta ngồi buồn khổ mà ông ta chợt nhận ra lời Đức Phật dạy trong cái bài kệ Nhất Giải Hiền. Ông ta tỉnh ra và ông ta nhiệt tâm tu, nhiếp phục và ông cuối cùng ông ta tu chứng. Ai cái gì cũng là khổ, kiết sử trói chặt. Cho nên hôm nay có thầy thì vui bên thầy mà tu học. Vui bên thầy mà tu học. Mai thầy ra đi cũng gắng mà tu. Chứ không phải ngồi đó mà tưởng niệm bày trò. Bày trò thì cái ông đứng đầu bày trò xuống thì cũng rốt nốt. Rốt từ trên rốt xuống dưới. Mà nói là học trò thầy thông lạc, học trò thầy thông lạc mà như thế ư? Mà sao lại vô minh như thế ư? Học trò thì phải hiểu thầy chứ. Học trò thì phải biết thương mình, hiểu thầy chứ. Trưởng lão dạy đạo đức thương mình thì phải biết thương mình mà tu tập. Thầy thương mình ra sao, dìu dắt ra sao thì bây giờ mình cũng phải biết này. Thương mình bấy nhiêu. Thương mình còn lăn lộn trong cảnh khổ, thương mình mà nhiệt tâm mà tu tập. Cho nên trưởng lão nói là cái ngày mà thầy nhập diệt đấy, các con hãy nhớ cái ngày đó mà chuyên tâm mà tu tập, mà ở nhà mà tu tập. Cái ngày đó mà ngày là các con nhớ thầy mà lấy ngày đó là ngày thiện pháp. Lấy ngày đó mà giữ tâm thanh thản, bất động. Ngày đó là ngày các con hưởng trọn từ trường thiện pháp. Ngày đó cũng là cái ngày nghỉ của toàn thế giới. Ngày Tết Dương Lịch, trưởng lão ra đi vào cái ngày đó là có ý nghĩa như vậy. Là cái ngày mọi người được nghỉ ngơi mà nhớ thầy mà gì? Mà giữ tâm bất động thanh thản, an lạc vô sự. Mà ngày đó là ngày tu tập pháp lành, trọn vẹn. Ngày đó không phải là cái ngày đến ngồi tưởng niệm khùng hết. Sai từ cái người tu không chứng đạo, một người mù dắt một đoàn người mù đi xuống hố, chạy theo danh lợi thế gian, chạy theo phàm phu thế gian, chạy theo phàm phu đó. Cho nên một cái người phàm phu thì nó dắt theo một đám người đông phàm phu đi theo. Cho nên trưởng lão mới nói là một người mù dắt một đoàn người mù đi xuống hố. Một cái người mù mà ra làm thầy, dắt một đoàn người mù đi xuống hố. Làm sai mà, dạy người sai, vẽ đường cho hươu chạy. Chạy theo dục vọng phàm phu, chạy theo tâm phàm phu. Còn một cái người tôn nghiêm giới hạnh, giới luật, trí tuệ ra sáng giác, thì người ta lại dạy kiểu khác các con. Người ta sẽ dạy như trưởng lão. Người ta sẽ dạy người đời buông bỏ, buông xả, xả tâm ly dục ly ác pháp. Người ta phải chánh trí nhận ra. Người ta phải có những cái hành động để dạy người đoạn diệt tham ái. Chứ không phải là người ta dạy người chạy theo gì, chạy theo phàm phu. Cho nên cái bậc chỉ đường, cái bậc thầy chỉ đường là cái bậc thầy dẫn dắt con người đi từ chỗ khổ đau sang cái chỗ không có khổ đau, là cái chỗ đoạn diệt tham ái. Là cái chỗ từ cái chỗ trí tuệ tối tăm thì sang cái chỗ trí tuệ sáng. Từ cái không có chánh kiến sang chỗ có chánh kiến. Từ cái chỗ không có chánh tư duy sang chỗ có chánh tư duy. Từ cái chỗ không có chánh ngữ sang cái chỗ có chánh ngữ. Từ cái chỗ đời sống tà nghiệp khổ đau thì sang chỗ chánh nghiệp an vui. Từ cái chỗ thân mạng khổ đau thì sang cái chỗ thọ mạng an vui. Từ cái chỗ lười nhác biếng nhác thì sinh ra cái chỗ tinh tấn khích lệ động viên. Từ cái chỗ thất niệm thì sinh ra chánh niệm. Từ cái chỗ thì
sống phóng túng thì sinh ra thiền định, sang cái chỗ thiền định. Cho nên một cái bậc thầy của giới là một cái bậc thầy như vậy các con ạ. Chứ cái miệng nói giới, lấy giới làm thầy mà phóng dật, mà vẽ đường cho hươu chạy, mà thích ồn ào phá giới đức trầm lặng, thích tụ tập rồi chạy theo kiết sử, chạy theo dục vọng, chạy theo kiết sử mà tụ tập này, hội hè này, tưởng niệm này. Đấy làm sao phải là giới? Đấy gọi là gì? Dục tâm phàm phu kiết sử. Tâm phàm phu kiết sử gọi là dục vọng. Dục vọng thì là con rắn độc, là chỗ khổ đau. Cho nên dạy người như vậy là dạy cái chỗ giết người, chứ không phải cứu người. Bây giờ đáng nhẽ học trò nó chạy theo như thế, mình phải bảo các con ơi, buông xuống đi, bỏ đi các con ơi, đấy là ngu đấy, đấy là làm khổ mình đấy. Cái tâm như vậy là cái tâm thì không có giới, tâm như vậy là tâm không có thanh tịnh, tâm như vậy là tâm phàm phu. Phải dạy thế chứ, dạy thế mới là cứu khổ chứ, bậc thầy cứu khổ, cứu nạn chứ, bậc thầy chỉ đường cứu khổ, cứu nạn. Đây chỉ người ta vào chỗ khổ, chỉ cho người ta tụ tập hô hào, chỉ cho người ta chạy theo dục vọng, chạy theo tư tình, chạy theo kiết sử. Như vậy là giết người rồi, như vậy là làm khổ người rồi. Tiền bạc thì tốn kém đi lại, tụ tập hội họp, cái đấy đã làm khổ người vật chất, làm khổ người về tinh thần. Nếu giữ kiết sử, ôm lấy giữ lấy, trưởng lão có dạy thế đâu. Trưởng lão dạy làm sao? Trưởng lão nói thế nào? Mà sao ngược lại? Thế mà cứ nói lấy giới luật làm thầy. Đức Phật lấy di huấn, di giáo. Các ngươi hãy lấy giới làm thầy. Giới. Hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Cuối cùng mình đi vùi dập cái đuốc của mình xong rồi dập tắt ngọn đuốc của người khác. Ở đây thầy nói cái lý lẽ nó rất là rõ ràng các con ạ. Thầy giải thích như vậy nó rất là rõ ràng, ai cũng có thể hiểu được. Thầy giảng bài, giảng chân lý với ngôn ngữ bình dân, với sự gần gũi, với sự mạch lạc, không có bày uốn éo, không có gì, không có che đậy. Nó rõ ràng như vậy, các con phải hiểu. Mỗi khi tâm khởi những cái kiết sử như vậy, ta buồn, ta khổ như vậy, ta vui thú như vậy, ta phải biết đây là tham ái. Ta phải đoạn diệt tham ái thì mới không còn biệt ly khổ. Khi từ giã trần gian này thanh thản an nhàn lúc phân ly. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì. Tứ đại trả về cho tứ đại, mất đi thì thôi. An nhàn thanh thản lúc phân ly, buông đi. Cái gì hôm nay pháp hiện tại, siêng năng công đức tu trì thì ta vui vẻ pháp hiện tại, vui vẻ tu tập, vui vẻ công đức, hoan hỷ tu tập, hoan hỷ công đức, siêng năng tu tập, siêng năng công đức. Để làm gì? Để sống hướng thượng, để từ bỏ phàm phu. Từ bỏ phàm phu mà đi về với Phật. Cho nên Đức Phật bảo ta đây không còn tham ái, lấy gì báo thân đời sau. Cho nên nó khổ lắm, nói tu theo thầy nông lạc nó vẫn khổ lắm. Đến bây giờ vẫn tiếc mà. Dành nhau
dành nhau tu viện ấy. Trưởng lão đã bảo sau này thầy ra đi nơi này nó cũng không còn là chánh pháp. Cái lần thứ một xảy ra sóng gió, lần đầu tiên là xảy ra sóng gió là trưởng lão muốn thì trả tu viện. Trưởng lão biết được tương lai là nó sẽ chẳng có ra sao. Những người tu không chứng sẽ làm danh làm lợi, sẽ đi ngược di huấn. Trưởng lão biết chứ làm sao không biết, cái bậc tam minh người ta biết chứ, người ta nhìn hiện tại mà biết tương lai. Trưởng lão bảo trả tu viện về cho giáo hội, hoặc là lấy nơi đó làm cái trại trẻ mồ côi trả cho nhà nước, không còn giải tán đóng cửa. Thì lu loa lên làm khó thầy, thậm chí chửi bới thầy, cãi thầy, chửi bới thầy, làm khó thầy, không chịu buông xuống, không chịu lo tu, ôm lấy cái danh, ôm lấy cái danh tông phái, ôm lấy cái danh, ôm lấy cái tu viện. Tiếc, buồn, khổ, ưu bi sầu khổ mà, đây là gọi là ái, thủ, hữu, ưu bi sầu khổ. Cho nên khi nó đang tốt đẹp thì an vui bên thầy mà tu học. Khi cái gì nó hết rồi thì buông nó đi. Trưởng lão bảo đến chánh pháp còn phải buông, huống chi là tà pháp. Mình phải biết cái niệm của mình nó khổ ở đâu. Hôm nay còn sống đây nhiệt tâm làm, nhiệt tâm không lay chuyển, nhiệt tâm tu tập, nhiệt tâm công đức tu trì, đoạn diệt để giữ thân tâm thanh thản an vui. Trước cuộc đời sóng gió này, khổ đau này mà giữ tâm thanh thản an vui, nhiệt tâm tu tập, ai biết chết ngày mai. Cho nên ái kiết sử nó là như vậy các bạn ạ. Ái kiết sử là ưa ái, giữ lấy, tham lam, níu giữ, tiếc nuối, là cái tâm kiết sử khổ, bị trói vào những cái điều ấy, trói vào ưu bi sầu khổ. Cho nên hãy vui với hiện tại. Hiện tại ta đang an vui, ta cứ nhiệt tâm, đừng lo ngày mai, cũng đừng tiếc quá khứ. Quá khứ không tiếc, ngày mai không có gì, không có chờ, ngày hôm nay hãy nhiệt tâm, an vui thanh thản ngay hiện tại đây, tinh tấn ngay hiện tại đây, công đức tu trì ngay hiện tại đây, sống ngay hiện tại. Hiện tại là pháp gì? An vui. An vui với gia đình, an vui với xã hội, an vui với chính bản thân, thanh thản an lạc, giữ tâm thanh thản an lạc, mà siêng năng tu tập, đoạn diệt tham ái, đi về niết bàn. Cho nên trưởng lão mới nói là quyết một lòng tu tập không lui, luôn giữ tâm thanh thản an vui, nhập thiền định xa lìa nhân quả, đạo quả viên thành độ chúng vui. Cho nên gánh thiện pháp trên vai mà nhẹ như gánh cái gối bông tây, trưởng lão nói là như nói cái chỗ như vậy. Làm việc lớn mà nhẹ như không, làm nên đại sự việc lớn mà nhẹ như lông hồng, không quản gian nan. Vì cái tâm nó không còn chấp thủ, nó không còn tham ái, nó không còn buồn khổ, nó vô sự. Cho nên hôm nay cứ nói về ái kiết sử khổ, cứ nói về giới đạo đức. Hôm nay thầy nói, thầy giải thích cho
các trò rõ thế nào là ái kiết sử, thế nào là niệm khổ, thế nào là vô minh, thế nào là cái chỗ đi theo luân hồi, thế nào là công đức, thế nào là tu trì, thế nào là pháp hiện tại, thế nào là nhiệt tâm. Cho nên thầy nói với ngôn ngữ bình dân, không xa cao sang, không hoa hòe hoa sói, không bày đặt thì câu nệ, để cho mọi người thông tỏ những gì cần thông tỏ, thông suốt những gì cần thông suốt, để mọi người biết tu tập những gì cần tu tập, để mọi người dứt bỏ những gì cần dứt bỏ, như lời trưởng lão dạy. Thôi xin chào các trò tại đây. Cái thất này bác Phương bác làm, các thầy ở bác làm rất là khéo tay. Thầy đã từng độc cư ở đây.